Hello, em chào cả nhà nha. Mọi người ơi, hôm nay mời Anh cả ơi, nhà làm mình gì vậy? đi đến đi Nhảy chụp dù tiết rồi với đấy hả? em nha. Hôm nay em cũng đi lại chỗ cũ là ở Candlestick Ocean and Sea ở Thụy Sĩ ha. Thì hôm nay là trời Thế đẹp bảo là lắm em luôn quay á. cái người ta gửi kiểu Mọi luôn người đấy. thấy không, hôm bữa trước là em đi á, xung quanh núi mình đâu có nhìn thấy đâu. Hôm nay nhìn hả, nhìn núi sáng trưng luôn, thấy chưa? Xuất sắc. Nói chung chơi cái môn thể thao này thì rất là nguy hiểm, đòi hỏi sự quyết định chính xác, một là bay, hai là dừng. Nhiều khi gió mà nó không bọt chu dù á, mà bay mà lưỡng lự không biết nên dừng hay là nên bay thì rất là nguy hiểm ha. Để mà các bạn muốn trải nghiệm được cái môn thể thao này thì Wow. các bạn nếu mà ở Thụy Sĩ thì đến Interlaken vào mùa hè thì mình có thể đến đó để trải nghiệm cái môn thể thao này. Rất là thú vị nếu như các bạn không sợ độ cao ha.
Không đơn giản thôi, không có gì khác, không có gì khó hết đó. Mình đi lần nữa. Thank you.
cả nhà đã xem video và chúc cả nhà hàng năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần tới. Bye bye.